thưa mọi người ha, thì hôm nay mình dẫn mọi người đi đến cái tiệm đồng hồ. Thì năm ngoái mình cũng đã có dẫn coi cái tiệm đồng hồ mà tiệm mình mua đồ trang sức. Thì hôm nay là giống như trong cái dịp mà lễ Thanh Rivin Halloween đó, thì họ vẫn còn làm những cái tổ chức cho người khách lại thì tặng quà hay là ăn uống này kia nọ, bán khuyến mãi rồi đó. Thì anh sẽ cho mọi người một cái tờ. Thì ảnh sẽ gửi cho những cái người khách hàng của ảnh á, là ông chủ ông làm á, là đây nè. Đó là những cái khách hàng của ảnh là có chương trình gì đó, lễ hội Halloween, của ảnh cho cái chìa khóa nè, mở cửa sắt vàng. Thì ai may mắn thì được quà, được tặng quà. Thì mình đã quay một lần rồi, hôm nay mình trở lại là chủ yếu là có tình là bạn mình thích bạn mình với lại một người nhờ mình mua hộ giùm đồng hồ á, thì mình sẽ quay cho họ coi, họ thích cái nào thì mình ra lấy. Nói chung là ông chủ này cũng ok mà ổng rất là được nên mình quay cho mọi người coi ha. Có đồng hồ nào được thì mình sẽ mua hộ giùm cho bạn mình với lại những người mà yêu cầu mình mua giùm đó. Ok, thì dẫn mọi người đi theo mình cho biết ha, đi theo cho vui. Thì cái clip này mình cũng đã có rồi nhưng mà năm mới thì nó sẽ có cái mới thôi. Đi theo mình nha mọi người. Gần nhà mình cái chỗ bơ lên tanh bên đó, bữa nào mình qua mình quay cho mọi người coi. Chỗ này thì gần mình và cái cửa hàng của anh này thì đây đó. Xe này đậu đông đó. Jewelry hả? Jewelry ở đây là Jewelry at Chain. Quay cho mọi người coi nha. Ok, dẫn mọi người vô đây ha. Thì đây là cái shop mà mình hay đi lại đây mua, cũng gần nhà. Nói chung là shop này của nước ngoài chứ không phải là của Việt Nam mình. Thì nay là cái lễ hội Halloween á. Đây nè, cái dòng mã não nè mọi người. Đó, dòng mã não nè ha. Đó, go inside darling. Cái giá này là nó $29, 99 giống như 30 đồng nha mọi người. Fashion watch là cái loại này nè mọi người, chỉ có 11 đồng 99 giống như 12 đồng và phải tính thuế đó nha mọi người. Nè. Nè mọi người thấy đẹp không? Đó, đẹp không mọi người? Quá trời đẹp. Ồ, cái này có mười mấy đồng nhìn đẹp trời. À, đẹp quá mọi người. Thì mình quay á, thử mọi người thích cái nào á, ra thì coi còn cái nào thì mình sẽ lấy cho mọi người nha. À, có nhiều người thích đó. Nè. Cũng đâu có nhiều tiền cái đâu, đeo đẹp được rồi, nó cũng khá chất lượng đó mọi người. Thì có một anh ở ấy á, ảnh kêu mình là coi cho ảnh nè. Thì mình cũng không biết cái loại này là nó chất lượng nó ra sao mà nhìn nó quá ok mà nó chỉ có mười mấy đồng thôi mọi người. Về tới Việt Nam thì cũng không có mắc lắm đâu, cũng được á. Nè, thấy không, nó đẹp chứ bộ, nó sắc sảo quá trời luôn nè. Cái này là những cái hàng mà hồi đó mình không biết là nó nhiêu, nó sẽ mắc á, rồi sau này khi mà nó sẽ bán giảm giá nha mọi người. Quá trời cái luôn nè, nhìn thấy đẹp quá. Ok ha, anh không biết thích món nào thì em sẽ ra mua, gửi về cho anh mua hộ thôi. Những cái này thì chắc ảnh không thích rồi. Đó, quá trời kiểu luôn nha mọi người ơi, bự. Trời ơi, đứng ngoài gió lạnh quá mọi người ơi, lạnh quá. Nè mọi người. Wow, cái này nó có mười mấy đồng thôi mọi người ơi, tôi gom về hết nè, ai lấy không giơ tay lên nha, gom bỏ hết giỏ về luôn á. Thì cái giá nó là mười mấy đồng nè mọi người. Nè, đẹp ghê không? Đó, đẹp không? Mọi người thấy rõ không biết? Lạnh quá. Nè, mấy cái này là đeo thời trang thôi, đâu có ấy đâu. Này, để chắc mình quay cho mọi người đi, gác mình ra mình chọn mua mấy cái cho em mình nó đeo qua. Qua nó lạnh quá. Lạnh quá mọi người ơi. Má ơi lạnh quá. Ây da. Này ba cái, một cái 3 đồng, ba cái 10 đồng nha mọi người. Chắc không ai khoái này đâu. Đồng hồ năm nay không có được nhiều lắm, nói chung cũng được thôi à. Đồng hồ nam là thấy ok nè. Đồng hồ nữ không thấy nhiều lắm. Ngồi cái da này đeo cũng thấy ngầu quá nè, thấy không? Để mình mua mấy cái này để lát mình ra lựa cho em mình nó về nó đeo á. Cái nào đó đeo được. Má ơi lạnh quá nè. Mấy cái này nó nhìn nó cũng chắc chắn ghê mọi người. Đồng hồ nam không à. Nữ năm nay không có nhiều ta. Nữ năm nay không có nhiều.
Ok ha. Wow, cái này được nè. Này nhìn nó hay hay quá. Đó nè, nhiều kiểu quá trời, nhiều kiểu luôn. Ngầu ghê không? Đó, ngầu ghê không mọi người. Hôm nay đồng hồ nữ thì không có nhiều lắm, đồng hồ nam thì nhiều thôi nè. Đồng hồ nam nhiều. Mấy cái kiểu này khá đẹp ha. Rồi, mấy cái kiểu này ấn tượng cái gì trời. Nè. Đó, ai chơi ngầu lấy mấy kiểu này. Ồ này nữa nè, nó bự. Nè, nè, mọi người thấy cái giá không? Cái giá nó 89 đô nè mọi người. Sao không thấy được gì trời, nó không có cột. Có cột đây coi trời. Sao không có cột đi trời. Mọi người thấy cái giá không? Sao tự nhiên nó không có giá vậy? Nè 89 đô đó thấy không mọi người? Đó, ở cái này nữa nè. Nè 89 đồng nữa nè. Nó không có cột. Nè 89 đô nữa nè mọi người thấy không? Đó, đâu phải rẻ đâu mà giờ tao bán có mười mấy đô mọi người. Đó nè, cái này đẹp nè, thấy không? Wow, cái này đẹp quá trời đẹp nè. Đó, có mười mấy đồng á mọi người thấy không? Mình nói chung là mình chỉ mua hộ mọi người thôi, chứ mình không có lấy lời gì nhiều đâu. Ai cần thì mình sẽ chia lại cho mọi người xài cái hàng tốt thôi, chứ cũng không nghĩ là mình phải bán lời đâu mọi người ơi. Thì ai nhờ mình kiếm đủ xăng thôi, chứ mua sao mình bán lại vậy thôi, chứ lời trên đầu cắt cổ chi. Mình không có cái giá, không có bán cái kiểu đó. Chỉ chung là chỉ muốn mua hộ cho những người nào mà thích xài thôi. Đó nè, đẹp ghê không, lạnh quá, lạnh ghê, quá trời đẹp. Đó, mấy cái này đẹp không, cái này chung là mấy cái kiểu này nó có giá trị nữa không. 89 đô nè, giờ bán có mười mấy đồng rồi trời. Đó, Mỹ nó hay sale lắm, nó hay sale lắm, hàng giảm giá là nó sẽ bán sale quá trời sale luôn nè. Đó, mình sẽ quay lại cho mọi người thấy cái nào được, mọi người thích thì mọi người ấy nha. Tám mươi mấy đồng. That is perfect, Sherry. That's perfect. Mấy cái loại này cũng 80 mấy đồng không mọi người. Tám mươi chín đồng không phải không? Đó. Mấy cái này nó chất lượng lắm nè, cần cả 100 đô bộ. Bây giờ nó rẻ ghê à. Đó, mọi người mua thì liên hệ với mình nha. Sẽ ra mình nói với ông chủ là mua cho mọi người. Đó, đẹp ghê không? Quá trời đẹp. Đẹp quá trời luôn, từng loại nó khá là đẹp. Nó đẹp ghê không? Nó, cái kiểu con trai, con gái gì nó cũng rất là đẹp hết trơn á. Đó, loại này nè, thấy không? Mọi người thích loại nào? Đó. Loại này là 89 đồng nữa thấy không? Loại này đó. Đó. Đây loại này. Nó bự. Ừ. Loại này nói chung là ở đây là người ta xài, người ta chán rồi, người ta cũng không có xài nhiều mọi người. Thì cái này mua rẻ thì mọi người xài có làm sao, nhưng mình thì cũng không có gành về đồng hồ lắm. Nên mình cũng không có biết nhiều đâu nha mọi người nè, thấy không? Đó. Đấy, chắc chắn luôn. Coi cho mọi người coi nãy rồi đó, thấy không? Chắc chắn được không? Đẹp quá trời đẹp mọi người đó.
À, mà mình quay này chắc cũng hết hết buổi nè mọi người. Nó đẹp ghê không? Ờ, đồng hồ nam quá trời đẹp luôn. Ai cần thì cứ liên hệ mình nha. À, nó đẹp quá trời đẹp luôn. Mấy cái anh này kiểu giống nhau hết trơn luôn nè. Ngõ nặng tay ghê không? Ồ, nó đẹp. Tôi nhìn nó khùng ghiền mà tôi không không có ấy mà ha. Mọi người thấy không, khá là sắc sảo cho bộ giỡn đâu, khá là đẹp. Chụp về cho mấy anh rồi coi. Cái nào đẹp quá là chị nhiều loại luôn. Nè, có 11.99 nữa ha, báo giá luôn á. Mọi người cần thì liên hệ mình nha. Nha, ok mọi người ha. Thì đây là những cái bên ngoài thôi, mình chưa vô trong. Chỉ là bên ngoài thôi đó, ai cần thì liên hệ mình. Mình sẽ gửi về thôi, chuẩn bị gửi về nè mọi người. Ok ha. Đó, liên hệ nha. Ây da, mẹ yêu đẹp quá. Hi, how are you? I'm good. Wow, so cool. So how about? When did you find that you wanted to buy? Not yet until I saw them the watch they want and I buy send to them. Yeah. Maybe they want or not, I don't know. But how about your key? It did not work. Oh, okay. But you can spin the wheel. Okay. Ok, đây là bên trong là mấy bữa mình cũng có quay rồi mọi người ơi. Hi, how are you today? Good, how are you? I'm good. Okay, I'll be there. Hey, unless you want a big diamond. Quá trời nha mọi người ơi, có tiền mua thế mà ham. Đó, bên trong thôi nè, quá trời những cô gì ở đây lại mua, năm nào cũng có hết á, năm nào anh chủ này cũng bán khuyến mãi hết á. Thì ai cần mua thì sẽ mua cái dịp khuyến mãi nha mọi người. Này có vàng nữa nè. Oh, I'm actually waiting for someone. I'm good, thank you. Okay, I'm here. Can I help you? No, I just what? Okay. thank you, ma'am. Thank you. Oh, nè, cái này là 3.000, 3.900 nè mọi người. Cái ham quá. Đó, ông chủ nói chung là mình đã quay rồi nhưng mà mỗi năm người ta sẽ đổi một cái kiểu dáng mới gì đó. Thì hôm nay là mình đi chơi, mình cũng chưa có rảnh để mà này nè, nó cho mình quay nè, ăn uống cái gì nè, cái vòng quay. Chủ yếu là có người nói mình nhờ coi đồng hồ nên mình sẽ nhiều lắm, nhưng mà giờ mình chưa có mua, mình phải đi nữa, mình chưa có rảnh nữa để mình đi mua đâu. Nói chung là cái kiểu của người châu Âu. Oh, pretty? No, this. You don't like? I like, but later we go and buy more, you know? We don't have time, we just... Why we do? You do, you can do. No, you always have the luck. Oh, I don't think so. You can do. You can do. No, I'll let you. No,
I'm make video. Đây là vô đây là được quay á, quay rồi mình ấy. What is the grab some treats, anh quay rồi, mình cũng không biết anh quay gì. Halloween treats. Mình lại trong tủ này nữa còn mọi người, mình thấy ham quá. Mai mốt mình sẽ mua những cái nhỏ mình đeo. Cái nhỏ mình đeo là kim cương không á. Cái này mình cũng đã quay rồi. Tell them what you got. Oh, you like that? No, later. Later? Mm-hmm. Quay cho mọi người coi một xíu thôi. What is his name? What is the boss name? What is the what? The boss name. I... Okay. Hi, how are you? I'm good. Bought a pair of earrings. I'm back after a year. And you know, nè, trong đây có nhiều đồng hồ lắm nè mọi người. Có nhiều đồng hồ. Can I see one of them? What? Thank you. Well, the thing is, I'm not quite sure. I found one pair. I think they're lapis and silver. Four men. Which one? Oh, which really one? Okay, well, and that one big, the big. This yep. One? Yeah. Yeah. Yeah, I know. That's. Wow. Yeah, but you like the dang thing. Oh, so nice. Đẹp quá mọi người ơi. Này người ta cất cái trong tủ luôn á. Cái này mấy ngàn đây. There's like a. Cái này nhiêu vậy? Yeah, I'm gonna send you. 200. Oh, you're playing. 200. Well, I guess it was 204, giống như là 205 đi mọi người. Nhưng mà nó rất là đẹp nha. So nice. So nice. Yeah, I want so my orange. Yeah. And you too. They want me to have them to buy the watch, but I want to show them in camera, you know, which one they like, and I tell them about how much the watch I have them buy and send back in my country. They really like, because last year I make a video in here. I remember. Yeah, and they excited about that, but lucky now again. Right. So just wait. I make video today and maybe I'll be back for the watch. Give me another brown small one. Yeah, thank you. Oh, with the purple. Yeah. Cái này nữa nè mọi người. Sắc sảo quá. Đẹp ghê luôn. Quá đẹp. I like it. How much? 100. 174 đồng 95 nè mọi người. Đó. Thêm 6% thuế nữa. Wow. It's nice. Ồ, cái này mình còn thích nữa nè mọi người. Mình còn thích nữa nè. One side is huge. You can see because it's got the pin. Okay. Cái này mình phải lại một ngày mà mình tìm vắng khách á, mình gặp ông chủ và mình cho mọi người coi từng cái luôn ha. Cái giá bao nhiêu thì mình sẽ mua hộ mọi người luôn. Đó. Mình chỉ tính tiền xăng ít để mình ấy thôi chứ mình không có tính mắt đâu. Đó, có cái trái màu xanh ở trên đó. Here. Thank you for help. Thank you. And I like the others. Nè, cái màu xanh đó nè mọi người. The light blue, whatever that is. Ok, mình sẽ lại đây và mình coi những cái đồng hồ này một lần nữa cho mọi người coi nha. Darling, you. Darling, usually they open to Monday to Tuesday, huh? I like that one. That's so big for my hand. Năm trước mình quay rồi, năm nay mình lại nữa. So, we will be back and talk with the boss about what if my audience they want to buy, you know. They open Monday to Saturday. Okay. But they really busy, darling. Yeah. We can home and see them later.
Leo lại đây được có bánh ăn vậy thôi, về đó mọi người. Đó, chỗ này nữa nè. Nhìn mấy cái quỷ này nó ghiền quá. Cái người nước ngoài á, họ đeo dây rất là mỏng mọi người, đeo nhuyễn lắm. Mình thì mình không thích nhuyễn lắm, mình thích bự bự một chút. Đó nè, đẹp hơn dây nhuyễn không đó. Đó, dây nhuyễn không à. Chung là mình quảng cáo cho cái tiệm anh này luôn, nói chung là anh chủ này rất là tốt, dễ thương lắm. Ok. 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 Ok, về mọi người ơi. Ok. Về mọi người ơi, thì mình hẹn gặp lại ha. Yeah.